Rồi, hello, mình xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cái bát ngọc của vị tướng Pháp Sư chuyên đi đường mid. Đó chính là vị tướng Ignis nha. Thì cái bát ngọc vị tướng này mình sẽ lên theo kiểu là công phép. Đặc biệt khi chơi tướng này á, là mình sẽ không lên xuyên giáp phép nha mọi người. Tướng này chỉ lên là công phép, hút máu phép và giảm mọi chiêu thôi. Đặc biệt là không có xuyên giáp phép và đồng thời tấp đánh và tấp chạy thì mình cũng không lên luôn. Rồi, sau đây mình sẽ đi vào bát ngọc nha. Thì khi chơi Ignis á, thì mọi người lên là công phép là cộng 81,8. Thì ở đây cái lượng công phép cực kỳ là cao nha. Và hút máu phép thì mình lên 14,8%. Và thứ ba chính là cái giảm mọi chiêu là 7%. Thì mình lên chỉ 3 món chủ yếu thôi: giảm mọi chiêu, hút máu phép và công phép. Đây là cái phần bản ngọc. Tiếp theo mình sẽ đi vào cái phần trang bản ngọc cụ thể luôn. Thì bản ngọc cụ thể đầu tiên thì mọi người hãy lên cho mình á 10 viên ngọc đỏ, đó chính là công phép cộng 5,3, mình lên 10 viên nha. 10 viên công phép cộng 5,3. Còn ngọc xanh thì mình sẽ lên 10 viên là công phép và giảm mà chiêu. Công phép là cộng 2,4, giảm mà chiêu là 0,7%, mình lên 10 viên. Còn ngọc tím thì mình sẽ lên là 8 viên, hút móc phép là 1,6%. 2 viên còn lại mình sẽ lên là công phép là cộng 2,4 và hút móc phép là 1% nha. Còn về cái phần mà trang bị và vũ hiệu mình sẽ lên như sau. Thì trước khi đi vào trang bị vũ hiệu mình sẽ nói qua cái bản ngọc này. Thì bản ngọc này lên công phép cực kỳ là cao, nên là vị tướng này đầu chặn nó sẽ rất là mạnh, nên là mình tận dụng cái lợi thế đầu chặn mình công phép cao mình mạnh, nên là mình đi farm nha mọi người, đi solo lắng lường. Còn về cái phần trang bị và vũ hiệu thì mình sẽ lên như sau. Thì cái trang bị đầu tiên bắt buộc luôn là mình phải lên chiếc giày đệ sĩ. Tại vì ngọc mình lên thứ nhất là một là giảm mà chiêu nó có rất là cao. Còn cái giày phù thủy này mình lên là xuyên giáp phép. Khi nào mà ngọc mình dùng là xuyên giáp phép và công phép tốc đánh được mình đã lên cái này nha. Còn không thì mình lên chiếc giày thuộc sĩ. Và món thứ hai mình sẽ lên cái quyền trưởng EA. Và đặc biệt món thứ ba nếu mà gặp tem bạn mà có những cái đấu sĩ đồ đó, sát thương đồ đó thì mình lên cái mặt nạ Vagis. Còn không thì mình lên bình thường theo cái quyền trưởng, cái trưởng vùng nổ thôi. Còn món thứ tư thì mình lên dư niệm hoa te. Và thứ năm thì mình lên quả cầu văn xương để mà miễn khống chế trong 3 giây á. Thì khi mà bán quả cầu văn xương xong thì mình lên cái chuyện hóa mang. Cuối cùng thì mình lên thêm một món công phép nữa. Đó chính là cái hoặc là cái chuyện băng nè. Đó, một là chuyện băng, còn hai là mình sẽ lên sát thánh luôn. Cũng tùy vào tem thôi. Thì cái chuyện băng á. Đây cái chuyện băng đâu mọi người. Đây. Cái chuyện băng là mình sẽ lên cho những cái vị tướng mà pháp sư nó có hút móc phép nha mọi người. Đặc biệt thì tướng này mình có lên ngọc hút móc phép nên là mình sẽ lên cái này. Còn một số vị tướng mà pháp sư mà lên đánh thiểu và công phép mà xin nhất phép á thì mình không nhất thiết lên cái này nha. Rồi. Tiếp theo mình sẽ về cái phần phù hiệu. Thì phù hiệu của vị tướng này mình sẽ chọn cái thánh nhẫn nè mọi người, thánh thuẫn nha. Đặc biệt mình chọn thánh thuẫn vị tướng này chơi mới tốt nha, còn là những cái phù hiệu kia thì chơi nó không tốt, chỉ có phù hiệu này là chơi là ok nè. Rồi. Các bạn mình chia sẻ về bản ngọc của vị tướng Ignis đến đây là hết nha. Mình xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video tiếp theo nha.